Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin trong lĩnh vực thị trường nông nghiệp. Thưa quý vị, gần đây xuất hiện nhiều trang mạng xã hội chào bán mặt hàng thịt heo siêu thị với giá rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Đáng chú ý, mặt hàng được giới thiệu là thịt mát của công ty CP, Meat Burger, thịt đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ, Australia, Nga, v.v. Tuy nhiên, sự kiểm chứng của các cơ quan chức năng là chưa có. Giá thịt heo đông lạnh ở trang mạng xã hội thấp hơn so với giá được niêm yết tại siêu thị từ 20 đến 40.000 đồng một ký. Đây là lý do khiến thịt heo đông lạnh trên các trang mạng xã hội được không ít người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm của mặt hàng này thì chưa được kiểm chứng. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng nên tỉnh táo để lựa chọn sử dụng các loại thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.